lỡ chúng ta không học giỏi đó thì chúng ta cũng cố gắng thể hiện cái tôi của mình ra, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng làm một cái điều gì đó để cho những người khác thấy là mình cũng có một cái giá trị nào đó, để mà người khác gọi là công nhận cái tầm ảnh hưởng của mình ở trong cái trường học hay ở trong cái lớp học của mình, có một cái ảnh hưởng nào đó, và có những người mà quý mến mình, có những người mến mộ mình. Chúng ta luôn luôn muốn như vậy. Và ông Tạ đến đây Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều đó là gì? Chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Ở đây là một lễ tập vô cùng quan trọng cho mọi cơ đốc nhân. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta bước vào trong hội thánh, hoặc là chúng ta sinh ra cha mẹ chúng ta tin Chúa rồi, thì chúng ta được gọi là đạo dòng, đúng không ạ? Thì dù chúng ta là người trước đây gặp cha mẹ không tin Chúa rồi chúng ta tin Chúa, chúng ta bước vào trong hội thánh, hay chúng ta là đạo dòng hay chăng nữa, thì chúng ta thấy rằng có một cái tâm lý chung, đó là dường như khi bước vào trong hội thánh, chúng ta vẫn luôn luôn suy nghĩ rằng mình có cái giá trị nào đó ở trong hội thánh của Chúa hay không. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy rằng mình buồn quá, bởi vì mình thấy giống như là hội thánh không có xem mình là một cái người quan trọng ở trong hội thánh. Mình thấy mình đến nhóm, mình thấy mình đến thờ phượng Chúa, ở trong thiếu niên, ở trong thanh niên, ở trong hội thánh, dường như mọi người không có xem mình là một cái người quan trọng gì cả. Đôi khi mình suy nghĩ rằng mình muốn có một cái vị trí nào đó ở trong hội thánh, mình muốn có một cái địa vị nào đó ở trong hội thánh, mình muốn có một cái sự công nhận nào đó của những người khác trong hội thánh về bản thân của mình. Cho nên đôi khi mình rất là cố gắng, mình cố gắng để làm cái điều này, mình cố gắng để làm điều kia, mình cố gắng để làm điều nọ, để làm gì vậy? Để người khác thấy rằng mình có một cái giá trị, mình có một cái sự ảnh hưởng, mình có một cái điều gì đó ở trong hội thánh. Và đôi khi chúng ta mặc cảm, chúng ta tự ti, chúng ta cảm thấy rằng tại sao mình không có một cái giá trị nào cả, và chúng ta cố gắng nỗ lực để khẳng định chính bản thân chúng ta đối với người khác, bởi vì chúng ta không nhận thức được rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Ô thưa hội thánh, thưa các bạn thanh niên, chúng ta có thể mở miệng ra và nói với mọi người rằng tôi là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nói điều đó được không ạ? Và bây giờ chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời không? Ai chúng ta nghĩ rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời? Xin giơ tay lên. Dạ, hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ và tin rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng, đó là nếu như chúng ta không nhận biết mình là con của Đức Chúa Trời bởi sự mặc khải của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình, bởi một sự xác tín, bởi một sự tinh quyết và bởi sự hành động của Thánh Linh Đức Chúa Trời, thì cái việc trong tâm trí chúng ta nghĩ mình là con của Đức Chúa Trời đó, hay miệng chúng ta nói mình là con của Đức Chúa Trời đó, sẽ không có đem đến một cái hiệu quả, sẽ không đến một cái hiệu năng lớn lao cho đời sống của chúng ta. Nó giống như việc của một cái người con trong cái câu chuyện mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về cái người con trai ngoan đàng và cái người anh. Cái người anh ở trong gia đình của cha, hằng ngày kêu cha là cha, đúng không ạ? Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra với cái người anh này? Người anh này không hề nhận thức được cái vị trí, cái vai trò, cái quyền làm con mà cha đã ban cho anh. Cho nên anh cảm thấy buồn cái người cha, vì nó là tôi làm việc trong nhà của cha như vậy đó mà không có một cái con bò, con dê, không có một cái gì hết để mà tiếp đãi bạn bè hay là cho bản thân. Nhưng mà bây giờ cái đứa con út của cha đó, cái đứa phá hoại tài sản đó, bây giờ nó lại được cha đối xử như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta suy nghĩ rằng mình là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không thật sự có một sự nhận biết bởi sự mặc cảm của Thánh Linh và bởi một lòng tin xác quyết ở trong lòng chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta ở trong nhà của Chúa mà chúng ta vẫn có một cái tấm lòng đầy cái sự buồn thảm, và chúng ta không hề sống một cái lối sống để minh chứng rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Hỏi thánh ơi, các bạn thanh niên ơi,
Buổi chiều hôm nay hãy nói với Thánh Linh của Chúa rằng xin hãy đem lẽ đặt chúng ta là con của Đức Trời để mặc khải vào trong lòng của chúng ta. Mở tâm trí chúng ta ra, hầu chúng ta có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa, cái giá trị của việc chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là lớn lao, là có một cái ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của mình. Chúng ta hãy quan sát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đi. Nếu một người nào đó là con của một cái vị giám đốc hoặc tổng giám đốc, hoặc con của một cái người nào đó có danh tiếng, thì chúng ta nhìn thấy cái người đó có những cái lối sống có thể hiện như thế nào. Chúng ta thấy người đó như thế nào? Chúng ta thường quan sát, chúng ta thấy như thế nào? Người đó sẽ có một cái gì đó, có một cái sự tự hào về việc mình là con của một ai đó. Đúng không ạ? Tự hào về điều đó. Nếu mà một ai đó là con của một cái người nổi tiếng, thì cái người đó chắc chắn là sẽ rất là tự hào về việc mình là con của một cái người nổi tiếng. Người đó có muốn bày tỏ cho người khác biết mình là con của một cái người nổi tiếng không các bạn? Có không ạ? Có. Và nếu như một cái người mà thanh niên hoặc thiếu niên mà có một cái suy nghĩ trưởng thành đó, thì không chỉ muốn bày tỏ, muốn nói cho người khác thôi, mà còn gì, muốn sống như thế nào để thể hiện rằng mình là con của một cái người nổi tiếng nào đó, một cái nhân vật có ảnh hưởng nào đó trong xã hội. Và hôm nay Phật Thánh mà chúng ta đọc nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ, bởi sự chết của Ngài, bởi sự thương khó của Ngài, thì và bởi sự sống lại của Ngài, bởi sự thánh tiến của Ngài, Ngài đã làm cho chúng ta được trở nên là con của Đức Chúa Trời. Giống như là Chúa trong Giăng đoạn 1:12 nói rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con của Chúa Trời. Ôi, đấy là một lời tuyên bố diệu kỳ. Chúng ta có thể không hiểu hết một cách thấu đáo về lời tuyên bố này, nhưng đối với người Do Thái, đối với người La Mã thời bấy giờ, đối với những người sống trong thời bấy giờ, họ hiểu rất rõ cái giá trị của việc làm con. Trong thời kỳ này, việc trở nên là con của một ai đó, trong việc bởi một ai đó nhận một người làm con nuôi, hoặc là xưng mình là con của một ai đó, là một điều vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Tại sao vậy ạ? Bởi cái phong tục thời bấy giờ, người ta không có phân biệt con nuôi và con ruột. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Thánh có những lúc nói chúng ta là con nuôi của Chúa, đúng không ạ? Bởi vì thời bấy giờ người ta không có cái sự phân biệt là con nuôi thì đối xử không tốt bằng con ruột. Không hề như vậy. Mà chúng ta bây giờ, bất cứ một người nào được xưng là con của một ai đó, thì người đó sẽ thừa hưởng đầy đủ những gì thuộc về danh phận cũng như đặc quyền của một người làm con. Và đối với người Do Thái thì họ sẽ có một cái lễ, đó là cái lễ người ta gọi là lễ xưng, lễ công bố một người nào đó là con của một ai đó. Và trong thời kỳ này đây, khi chúng ta nói rằng, khi một ai đó nói rằng tôi là con của ai đó, nghĩa là người đó đang muốn khẳng định rằng tôi là một người thuộc về dòng dõi của người đó, và tôi có một cái sự ảnh hưởng về bản chất, về những gì của người cha trên đời sống của tôi. Cho nên các bạn ơi, khi các bạn được gọi là con của Đức Chúa Trời, họ thánh ơi, khi họ thánh được gọi là con của Đức Chúa Trời, thì đây là một điều vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị cho đời sống của chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta nói rằng tôi là con của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là chúng ta đang xưng nhận rằng những gì thuộc về bản chất của Đức Chúa Trời, những gì thuộc về Đức Chúa Trời đang có cho đời sống của chúng ta. Hallelujah! Ôi, chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta là con của một người tỷ phú, và chúng ta rằng tôi là con của một cái người tỷ phú nào đó, và bây giờ những gì tốt đẹp nhất của cái người tỷ phú đó cũng có ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta, những gì tốt đẹp của người tỷ phú đó cũng có giá trị đối với đời sống của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Đây có là một sự vinh hạnh không? Đây có là một niềm vui không? Có không thưa hội thánh? Tôi tin là có. Nhưng mà là cơ đốc nhân, đó là khi chúng ta không hề nhận biết điều này. Chúng ta không hề nhận biết rằng chúng ta là có
của Đức Chúa Trời, và chúng ta có sự thừa hưởng những gì thuộc về bản chất tốt lành của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, thưởng những gì thuộc về sự giàu có, sự vinh hiển, sự cao trọng, sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta thường hãy nhìn vào chính đời sống của chúng ta và nhìn vào nhau dựa trên những gì mắt chúng ta thấy và những gì giá trị của trần gian này. Cho nên khi chúng ta mặc cảm, chúng ta nghĩ rằng ôi mình nghèo hả người này, mình nghèo hơn người kia, mình không giàu có bằng người nọ, mình không có học vị bằng người này, mình không có học thức bằng người kia, mình không có bằng cấp như người nọ, mình không đẹp như người này, mình không đẹp như người kia, mình không đẹp như người nọ. Mình đánh giá cái giá trị của nhau dựa trên những gì mắt chúng ta thấy được và dựa trên những gì thuộc về tâm trí của thế gian này. Ôi, và cái thánh này rất hay. Cái câu thánh này nói gì? Vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, thật là con cái của Ngài, cho nên ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Có lẽ nhiều người sẽ vô cùng ngạc nhiên hỏi rằng tại sao thế gian không biết chúng ta được, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì hàng ngày chúng ta có tiếp xúc với những người trên tin Chúa không? Có không ạ? Có. Chúng ta có đi ra làm ăn giao tiếp với những người chưa biết Chúa không? Có. Vậy thì làm sao có thể nói là họ không biết chúng ta được? Ồ, cái sự không biết chúng ta đây, nó không phải biết trong cái mối quan hệ xã hội, không phải biết trong cái mối tình người với nhau, không phải như vậy. Mà không biết đây là vì gì? Là vì cái lối suy nghĩ của chúng ta, cái sự nhận thức của chúng ta hoàn toàn khác với sự nhận thức và lối suy nghĩ của người còn trưởng thành. Đó là con của người đó, và khi cái đứa con nó hành động thì giống như cha của nó hành động vậy. Và đây là một điều tuyệt vời cho chúng ta. Hãy các bạn thân đi nè. Đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng mình là một cái người trẻ tuổi 13, 14, 15, 16, 17. Mình luôn luôn nghĩ mình không còn trẻ quá. Cho nên khi mình đến hội thánh á, mình không phải nhận thức cái quyền làm con của mình ở trong gia đình. Mình không nhận thức mình cái quyền làm con của Đức Trời ở trong gia đình là hội thánh. Cho nên trong cái cách mình suy nghĩ, trong cái cách mình cư xử, trong cái cách sống của mình ở trong hội thánh luôn luôn tỏ ra như là một cái người trẻ tuổi. Và đôi khi chúng ta vô tình trở ra một người không có trách nhiệm, không có một cái đóng góp nào. Chúng ta không có nhận thức về việc mình là con của Đức Chúa Trời ở trong gia đình. Mà ở đây khi chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời ở trong gia đình thì không có phân biệt là người lớn tuổi hay người trẻ tuổi. Ồ, khi vào trong hội thánh chúng ta có thể có những phân biệt về vị, về mặt xã hội, về mặt con người với nhau, là anh người này lớn tuổi hơn mình, là chú, là bác, là ông, là anh, là chị, à, người này nhỏ mình là em, là cháu. Đó là về cái thứ mặt trật tự trong xã hội với nhau. Nhưng còn về quyền làm con của Đức Chúa Trời thì mỗi người đều như nhau. Amen. Điều này đồng nghĩa gì? Điều này có nghĩa gì ạ? Điều này có nghĩa rằng dù là một người lớn tuổi hay là một người trẻ tuổi, dù là một người mục sư hay là một người tín hữu, dù là một trái niên hay là một thanh niên, thiếu niên, thì chúng ta đều có những vai trò, đều có những trách nhiệm và đều phải có những ý thức như nhau trong gia đình của Đức Chúa Trời. Amen. Mỗi người chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời, không phân biệt gì cả. Mục sư cũng là con của Đức Chúa Trời, không là mục sư thì cũng là con của Đức Chúa Trời. 70 tuổi cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, 13, 14 tuổi thì cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ những người lớn tuổi thôi mới phục vụ Chúa được. Không đâu các bạn ạ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thiếu niên 13, 14 tuổi, thậm chí những em nhỏ hơn nữa đã phục vụ Chúa trong cái mức độ mà các em có thể phục vụ Chúa được. Khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta là con ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, và với những cái quyền này mà Chúa ban cho chúng ta đây, thì chúng ta đều có thể phục vụ Chúa cả. Đối với cái quyền ủy nhiệm thì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 18 rằng: này ta ban quyền cho con người, đúng không ạ? Để có điều gì vậy? Điều gì chúng ta buộc ở dưới đất thì được buộc ở trên trời, và điều gì chúng ta mở ở dưới đất thì được mở ở trên trời.
Hallelujah. Chúa cho chúng ta sử dụng quyền của Ngài. Và Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở đó, mà trong Mát đoạn 16 câu 18 Chúa nói gì ạ? Chúng ta còn nhớ không? Chúa nói gì về những người tin? Dạ, những người tin có những dấu lạ, nhưng đặc biệt trong đó một dấu lạ là gì? Lấy danh ta mà trừ quỷ. Người bao nhiêu tuổi thì lấy danh Chúa trừ quỷ được thưa các bạn? Bao nhiêu tuổi ạ? Tại sao lúc nãy tôi hỏi các bạn bao nhiêu tuổi các bạn biết không? Bởi vì tôi nghe nhiều lời chứng từ mục sư Lê Minh Đức, từ miệng mục sư, cũng như nhiều người khác đã biết mục sư kể cho tôi nghe về việc khi mục sư còn trẻ tuổi thôi thì đã đi ra trong quyền năng ân tứ của Chúa rồi. Và ở đây có mục sư Rết, mục sư Bớt, mục sư Bèn, mục sư Trơm ở đây là biết tôi, mục sư Dê cũng biết tôi từ khi còn rất trẻ, 17 tuổi thôi thì tôi đã đến với vùng của các anh em dân tộc Bình Long, Bình Phước, khu Lâm Đồng này. Chỉ lúc đó tôi chỉ là một chàng trai thiếu niên 17 tuổi thôi. Và lúc đó khi tôi đi ra về tấm lòng yêu mến Chúa, về tấm lòng muốn phục sự Chúa, thì tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ơn của Chúa trên cuộc đời mình. Và thật đấy là một điều mà làm cho tôi cảm thấy rằng yêu mến thế hệ thiếu niên, thanh niên. Và tôi luôn luôn kích lại thế hệ thiếu niên, thanh niên rằng hãy học về Chúa đi. Vì chính bản thân tôi là một người không ra chi cả. Về học thức đời này, trong thời điểm đó tôi không có gì cả. Tôi không có phải là một người học giỏi. Tôi cũng không phải là một người giàu có. Tôi cũng không phải là một thanh niên khỏe mạnh nữa. Ơn nhơ mà. Nhưng mà khi đó khi tôi đi ra thì Chúa đã làm ơn. Và tôi có thể cầu nguyện để có thể có những người nào được Chúa làm. Cầu nguyện để có thể đem tới sự đủ quỷ. Cầu nguyện và có những cái sự biểu hiện của Chúa ra về lời công nguyện thông sáng, lời tiên tri. Mà các mục sư ở đây đều nhìn thấy điều đó. Khi đó tôi chỉ là một thiếu niên 17 tuổi thôi các bạn à. Và hỏi các bạn thiếu niên thanh niên ơi, hôm nay các bạn những người ngồi tại đây là những người mà Đức Trời có thể dùng các bạn hơn là dùng tôi, hơn là dùng mục sư Lê Minh Đức ở đây nữa. Amen. À, họ thấy không ai dám amen điều này hết. Không lẽ Đức Trời không thể dùng thế hệ thiếu niên ở đây, thanh niên ở đây hơn dùng mục sư Lê Minh Đức sao? Được không ạ? Được chứ? Amen. Chúa Giêsu này còn nói các ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa mà. Amen. Chúa còn ước ao chúng ta những người sau Ngài, kế thừa Ngài sẽ làm việc lớn hơn việc Ngài làm nữa. Cho nên thế hệ trẻ đây là thế hệ mà Đức Chúa Trời có thể dùng một cách lớn lao hơn những thế hệ đã qua rồi. Điều quan trọng là gì? Là giờ đấy các bạn nhận thức rằng các bạn là con của Đức Chúa Trời với những đặc quyền mà Ngài đã ban cho các bạn. Hãy cầu nguyện đặt tên trên cái đó đi, các bạn sẽ thấy người đã được lành. Amen. Hãy cầu nguyện đi cho người bị quỷ ám đi, các bạn sẽ nhìn thấy rằng quỷ sẽ phục chúng ta vì cơn danh của Chúa. Amen. Ôi, các môn đồ đã khi đi ra, họ đã trở về quên một người đó rằng hỡi Chúa ơi, bởi danh Chúa mà các quỷ cũng phục chúng tôi. Hallelujah. Vì họ là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đây cũng vậy. Các bạn thiếu niên, các bạn thanh niên, mặc cả họ tấm này đều là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều là những người làm cho ma quỷ và sợ hãi. Vì cớ chúng ta là con của Đức Chúa Trời và vì danh của Ngài mà quỷ phải phục chúng ta. Amen. Không phải chúng ta cầu nguyện ma quỷ sợ đâu. Nhưng mà nghĩ đâu mình đủ quỷ thì mình phải cầu nguyện thật là lớn, dẫm chân rồi cung tay này kia thì quỷ mới sợ. Không hề. Ma quỷ sợ chúng ta không phải vì chúng ta cầu nguyện lớn tiếng hay là chúng ta có những cái điệu bộ. Ma quỷ sợ chúng ta vì chúng ta là ai à? Chúng ta nói lớn luôn. Dạ, là con Đức Chúa Trời mà không dám nói lớn gì hết. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là cái quyền ủy nhiệm. Chúng ta được sử dụng danh của Chúa để cầu nguyện, để sự chữa lành cho người khác. Các bạn thân đi, hãy nói với những người bên cạnh đi.
luồng gió thổi đến nơi nào, ngọn lửa đang bừng cháy, cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi. Vì Chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao thần Chúa, tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi. Cháy lên vì gió thổi đến nơi đây, gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi, cháy theo luồng gió. Luồng gió thổi đến nơi nào, ngọn lửa đang bừng cháy, cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi. Vì Chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao thần Chúa, tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.